người ta. À, như hàng của ông Len Lê là bị đánh thuế sao á? Giờ vậy. Từ ngày 11 tới giờ mà nó nằm ở hải quan á. Ủa vậy nè. Từ ngày 23-24 giờ này luôn nè. 23-24 hả? Ừ. Tháng 2 hả? Ừ. Chết ra nãy giờ. Đây. Tên Cacli Plana 51.8 nha. Luôn, nó lon luôn. Đầu da luôn. Được. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Em đợi ý lại đâu. Đợi ý lại đâu. Hấp dẫn quá. Ở con cà phê Plana 1000 VPM 51.8. Có tí bụi, có bụi khẩu thì nó trơn, không có dấu là của, không có cái dấu là của chùi, thấy không? Không có vết bông của cái nhôm. Ok rồi, cảm ơn nha. Ok, em thích thì cho quá. Thôi đi, tưởng cho cái này nhé. Thôi đi.